Ai là người có chỉ số EQ cao nhất mọi thời đại? William James Sidis, người gốc Do Thái, EQ từ 250 đến 300. Ai là người có chỉ số EQ cao nhất thế giới thời điểm hiện tại? Aynan Sled Coley, thần đồng người Singapore, chỉ số EQ 263. Thế Mr. Bean ngây ngô như vậy, chắc có chỉ số EQ thấp lắm anh nhỉ? Không, Rowan Atkinson ngoài đời chỉ số EQ là 178, cao hơn cả Albert Einstein cơ. Thế Albert Einstein có chỉ số EQ là bao nhiêu? 160. Vậy chỉ số EQ trung bình của người Việt Nam là khoảng bao nhiêu? Chỉ số EQ trung bình của người Việt Nam là 109,37, thuộc top 9 quốc gia có chỉ số EQ cao nhất thế giới, cao hơn cả Mỹ đấy. Thế tại sao dưới thời nhà Hồ, nước ta lại lấy quốc hiệu là Đại Ngu? Trời ơi, ngu ở đây có nghĩa là sự yên vui và hòa bình, chứ không phải là như các bạn nghĩ đâu. Hảo á?